Liên hoa xanh đi đến một vườn đàn hương tỏa ngát hương ngào ngạt. Ở giữa khu rừng có một lò thiêu xác người, lửa cháy nghi ngút. Bên cạnh đó là một lâu đài cao vút được xây lên bởi hàng triệu triệu đầu lâu sọ người. Khi ông đến, cánh cửa lâu đài đang đóng kín. Liên hoa xanh bắt gặp một người phụ nữ đi gánh nước về. Ông tĩnh tọa ngay đó làm cho việc gánh nước của cô bị ngưng lại. Người phụ nữ rút ra một con dao thủy tinh và mổ ngực chính mình. Liên hoa xanh thấy từ đó tỏa ra ánh hào quang với rất nhiều điều kỳ diệu. Trong đó có xen lẫn các chư thần hiền lành và chư thần phẫn nộ. Liên hoa xanh sụp xuống lễ lạy, cầu xin người phụ nữ chỉ dạy cho mình. Nàng trả lời rằng mình chỉ là một nữ tỳ, xin 10 ngày hãy gặp nữ vương của nàng. Và nàng mở cửa lâu đài, dẫn Liên hoa xanh đến gặp nữ vương là không tín nữ.